Ok, lo xin chào các bạn, chào mừng các bạn với channel của mình. Thì ngày mai mình sẽ hướng dẫn và ngày mai mình sẽ cho đến với bạn một tựa game khá là hay tên là Virtual Cortex. Tên game này có nghĩa là nhà ảo, ok, ngôi nhà ảo. Thì đây là một ứng dụng mà mình vô tình thấy trên Steam thôi. Thì thực sự thì mình cảm thấy đây là một game khá là hay. Thì cái game này nó sẽ như kiểu là nó sẽ là một cái thứ để cho các bạn mỗi khi các bạn làm việc học tập thì các bạn có thể sử dụng ứng dụng này để các bạn có thể là nghe nhạc các thứ đấy, chúng là sẽ dùng để cho các bạn nghe nhạc và nhạc chủ yếu là nhạc lo-fi. Tất nhiên là không ai em EDM ra được bài rồi, không ai như tôi cả. Ok, thì đầu tiên và dựa game ta sẽ có một thứ đó là Welcome to your virtual cottage, chào mừng đến với ngôi nhà ảo của bạn. Và đây sẽ hỏi là bạn muốn làm gì ngày hôm nay, sẽ hoạt động này hoặc là các bạn đi study code chẳng hạn này, viết code. Đấy, cái như vậy thì mai mình sẽ dùng để study. Nói chung là trong để học ấy, nói chung là trong mùa hè thì tôi nghĩ không nhiều bạn học là dùng dụng này hay là để làm việc nhiều cho lắm vì các bạn nhiều bạn đang nghỉ hè. Ok, còn nhưng mà nếu bạn thích gì quan để dùng dụng này cũng được, mình sẽ để link tải dưới phần mô tả. Thì tiếp theo ở dưới đây nó sẽ có một cái dòng nữa đó là hỏi là bạn sẽ dùng dụng này cho bạn ra làm việc này trong bao lâu. Đấy, bạn muốn học trong bao lâu thì có thể chỉ là 0 phút này, 1 phút hay địa điểm là 9 phút cũng được. Ok, thì ở đây tôi sẽ để là 1 phút đi. 999 phút, đây sẽ để 1 phút. Và đây sẽ là play sound after time run out. Nhờ sau 1 phút này thì nhạc có thể tự chạy. Bạn để click hoặc không click được, mình sẽ click nha. Ok, như là confirm. Rồi, ở đây chúng ta có một góc tập. Bây giờ mình sẽ bật nhạc bạn. Ở đây thì ta có thể nút chuyển bài này hay bên chạy thì chạy để chỉ cấm lượng nữa đó. Ok, thì đây sẽ là 1 phút để học. Sau 1 phút này thì game nó sẽ dừng các bạn ạ, và mình có thể chuyển đổi qua đây. À đây đây đây, bên đây thì có thể hạt đục. Ok, ở đây ta có thể điều chỉnh cả mưa này, có tiếng mưa luôn các bạn nhé. Đó, có tiếng mưa luôn. Ok, thì là trời băng giá, gió nữa các bạn. Cho các bạn, mình sẽ để link vô cả và game này nào tặng miễn phí nha các bạn. Và mình có nghĩa là tao chắc trong game này không có nhiều các bạn ạ, vừa đã ra gần 2 năm mà chỉ có trưng bày bản thôi. Các bạn mới dùng có tôi rất thích ứng dụng này, người dùng lâu người già thì mình hay là dùng thường xuyên ấy thì mình nghĩ nó không phù hợp cho các bạn đâu. Nên các bạn vẫn mở mấy bài của lo-fi gold rồi chèn thêm vào tiếng mưa ở vào cũng được. Những bài lo-fi của chèn tiếng mưa nghĩ sẽ hay hơn. Ok, các bạn đã chung với tôi, các bạn nhé. À, đây là tự do. Người đợt này tối, hôm nay là 20 tối.